Toluca. Go to. Go to your. You have a friend with me on Facebook, right? Stay. Hai Bên Lan, khỏe không cưng? Okay. Can I borrow Sullivan? To see it? I forgot the other phone at home. Yep. Good. Ba cái màu này là màu màu mới nha mọi người. Okay. So neon 13 and neon 15 nha. Cái okay. Hello chị Nga. Nope. Cái màu neon mới này đẹp quá. That's why em like. Em like coi cái màu neon mới nè. It's beautiful color. Cái màu hồng này là 15 nè. Hai chị Elsie, khỏe không chị? Cái màu em đang làm là một cái set neon mới của Chisel nha mọi người. Màu rất đẹp nha, dễ đắp nữa. Dễ dẻo à, cái cực kéo vậy đó. Da màu neon mới này chị đẹp quá nên cái đẹp quá nên thôi em like cho mọi người coi cái màu đó làm sao luôn à. Yes dear. I need a refill. The refill? Yes. Appointment or? No appointment. Gonna be a little bit. Nobody's here. Maybe tomorrow is better. Mọi người thấy cái màu không? Màu đẹp lắm nha. Da màu rất là tươi luôn chị ơi chị. Đây nè, đây là màu nó tươi đến nỗi mà khi mình làm ôm rồi kéo một cái màu nó dễ đắp đến như nè, kéo một cái là nó ra cái ôm rồi rồi. Cái màu neon này mọi người đắp đó, nhớ là mình đắp ít thôi, dễ control nha, mình đừng có mình đừng có bỏ nhiều quá, nó khó control lắm nha. Dạ yeah, màu đẹp lắm chị ơi. No ma'am, not today. Bye bye. Breakthrough medical research. There were about 700
cái phê vô nhìn cô mình có cái 13 màu nha mọi người. I can cut the top of that nail off for you, Mary, if you want. Top em che hả? Huh? Tôi mẹo. Em có một cái con là bây giờ em phải vừa đứng vừa coi vừa làm nè. Nó cái màu nó đẹp dễ sợ không? Da móng tay này thì dài chị, không dài lắm đâu, cái móng extra long thôi. Móng tay em cũng dài lắm mà so với phụ khách em là không là gì luôn. Màu em đang đắt là neon 13 vậy, neon 10 màu đẹp lắm. Neon này là neon mới của Chisel nha. Neon 13, neon 15. Security guards, ticket scanners,
netting, clerks, and more. With industries across the board struggling to find workers, I asked NARA whether they have any concerns with hiring enough people in time for opening day, which is July 14th. We're optimistic that Saratoga Race Course is an exciting and dynamic place to work. So many of our seasonal employees truly make this a summer tradition. We had this job fair last year in the midst of what was then, for very different reasons, also an unusually tight job market. It was important to hold this job fair in May. To consider the range of possibilities here at Saratoga Race Course. Cái này không có làm design gì hết á, chỉ có vậy thôi. Mình lại thấy cái màu nó đẹp á. Mọi người thấy cái màu tươi dữ, sao nó tươi. Em cũng lấy nhỏ vậy thôi. Bột neon thì mọi người nhớ cho nó chút xíu nhiều cái nước chút nha, để cho nó tan nó cái chút mình á. Lên cái color ra rồi nha anh có thể liên lạc supply nha. Cái color này có bán ở supply rồi đó. Cái này là cái neon collection mới của Chisel luôn á. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng tươi hết á. Dài vậy mình làm ơn mình mới đã nè. Mấy màu cũng được hết á. Right. Nên nhớ nha, mọi người nhớ cái cho cái bột clear ha. Định không like luôn á, bạn thấy cái màu đẹp quá chịu không nổi luôn, phải like cho mọi người coi cái màu mới nè. Hello anh Nghĩa, hello chị Yến, hello mọi người nha. Em chỉ có một cái phone thôi hôm nay, cho nên có đọc cái comment trễ em cũng trả lời sau nha. Đây mọi người coi cái màu này. Oh my god, it's beautiful Angelica. Look at all the color. Beautiful. Hai người ấy khỏe không anh Nghĩa? Why, you don't want Brooke to wait? I don't see me stay on Valentine's. No, that's you guys are best friends. I love that. What?
Why is it going on? You told me you like this and done. Oh, yeah, đẹp lắm chị Elsie ơi. Câu mà không chán anh, thank you anh nha. Này, xong rồi mình đi thêm một cái màu nữa. Cái nhẹ xuống thôi nha. Người đừng có kéo nó nhiều quá, dài xuống quá là nó sẽ khô vào cái màu phiên ở dưới. Thì mình vẫn muốn thấy cái màu phiên nha. Mình có thể rửa nó bớt nè, nằm cái cọ xuống, rửa bớt cái màu cam. Ủa anh em gặp em hồi nào? Sao anh tả em nghe ghê quá vậy? Cái gì mà vừa giỏi gì thương không dễ. Chết cha rồi nè, em phải coi lại em là Nam ơi. Này phải coi lại cách ăn ở quá. Mấy anh cứ phát em vậy hoài. Em dễ thương gần chết. Đây mình có cái này ba mọc. Đây mọi người thấy cái tay không? Đây cái tay khách em nè. Dài lắm á nha, chứ không phải ngắn đâu nha. Okay. Mình vẫn sẽ làm y chang như hồi nãy. I love all the color. Màu neon năm nay chisel ra màu nào cũng sặc sỡ hết. Okay. Are you sure? It's not crazy. That's what they all say. They brought in a picture. It's a tie-dye. Nothing crazy. One of these days. One of these days, which is never.
What do you want to do with the break? What do you want to do with the break? I'm going this to a new. Oh, a different color. No, I think it's good. If you're going to do this, then do a new with it. Cái màu em đang làm á là ở supply, mọi người có thể liên lạc supply để hỏi mua nha. Tại cái màu này chisel ra ngoài supply rồi đó. Mà em thấy nó đẹp quá nên em ra cho mọi người coi cái màu nó thiệt, nó nổi tới cỡ nào á. Tại mấy cái màu này toàn là màu neon không à. I think you will, honey. Give me stick advice for me. Alright? Nó mời thấy em làm không? Lúc nào em cũng lật cái tay nghiêng qua một bên á. Mình nhìn một bên để mình biết cái tay đó nó, cái bột mình kéo xuống nó có đều chưa. Bây giờ nó thiếu chỗ nào mình bỏ thêm chỗ đó. Sợ không?
the rest of the trip. Yeah. Deal. Vừa đấy có thêm không? Em làm mấy người em ra hả? Xong rồi mình bỏ cái bia vô, mình siêu mấy cái chậu ôm về mình lại. Đẹp rồi nè. Anh chị nào mà tìm mấy cái màu neon mới đó thì liên lạc reply nha. Supply có rồi đó. Trời ơi, bữa giờ em đi UK, em đi Canada, em đi tụi nó test COVID quá trời luôn. Nên bây giờ về cái có khô cổ, có ho cũng đỡ, không sợ nữa. Test liên tục luôn. Sữa lắm nha. Brooke agreed with me. Right, Brooke? Yeah. Thank you.
Can we help you? Okay, what's your name? So you need a pedicure and a fill, right? Okay. Sandy, can we do it? Where do you want me to start? Pedicure right there. Sandy. Cái màu mà nước mát thì nghe, em lấy cái treo á, em lấy mấy cái sổ treo á bé, cái treo bên kia kìa, yeah. cái màu trắng á, à. Là hai cái trắng đó đưa cho nó coi. Cái màu nước ở trên là 173 nha cưng. No, nó muốn má truyền á của cái tay với cái chân luôn á. Tại nó có làm tay nữa, em cứ làm chân nó trước em lựa đưa màu nó là được rồi. Tại vì mình nói vậy thôi chứ mình không có kinh nghiệm hết. Mình không có xài những thứ gì hết. Nó không phải nó muốn perfect match, mấy người không có hiểu nó. Nó chỉ muốn cái một cái match của cái tay với cái chân thôi. Welcome, John. Cam này cũng đẹp lắm nha mọi người, cái màu cam này nó cũng hot lắm nè. Có nhiều người muốn lấy cũng tìm lấy cái màu cam này mà cũng khó, cũng khó tìm lắm. Rồi nếu mà anh chị nào mà muốn tìm cái bột clear mà giống như crystal clear luôn á, làm bột có chi rồi nha, bột clear rất là trong á. Last one.
series of executive orders yesterday. One of them has county leaders stepping up. Em bỏ nhiều nước không? Em tán nó nhiều nè, để chi để cho nó tan cái màu ra đó. Đây là cái cách mình lấp neon nha. Mình bỏ nhiều nước đó, xong mình gặp nó ra nè, mọi người thấy không? Và cái màu nó chuẩn luôn á. Không bị mobile, không bị hay gì hết nha. Mình có cái neon nè, mình có cái ombre của neon hai màu nè, neon 13, neon 15. Trước khi mọi người đắp từ cái màu neon mà qua cái màu nước, mình nhớ clean cái brush chút xíu nha. Chút xíu nha. Yeah. Color hot lắm luôn anh. Này, đây nè. Đây là cách em đi nè, cắt ở dưới đây trước nè, nó thẳng trước, bắt em vũ nó cũng nhanh hơn nữa. Giờ nó sẽ thẳng hơn. Đó. Mọi người thấy em chạy không? Đây nè, đi mình nó clean rồi. Để không để cái đầu vũ nè, em đi nó nhìn. Cho dưới nó thẳng hơn, một lát mình rửa đỡ mệt hơn. Rồi cái máy nó chạy lúc nào nó cũng sẽ nhanh hơn á. Ừ.
Is that a really? Is that a, okay, put it with gel. So no wrap. No, no, no. Như vậy thì mình đi như vậy nó cũng nhanh hơn, nó đỡ mệt mình hơn. Xong rồi bây giờ mình sẽ rửa sát nha. Đây nè. Đây coi nè, khi mà em cắt nó vậy rồi á. Em đâu có chạy rửa với nhiều nữa nè. Đây nè. Thấy không? Nó bận hơn. Nên mình rửa nó đỡ mệt hơn. Sếp rồi nè. Thank you, I'm Robert. Nè, cái móng của sếp nó khác liền không? Bên này cũng vậy. Cái sếp nó có rồi. Hello vậy. Chưa bọt nha. Mm-hmm.
cửa nó là dỗ em đang dỗ cũng một cái chưa giòn này. Every time I go, where you miss me, huh? I said, every time I go, where you miss me? Soon. Of course. Này.
Này, vụ này vụ đã dễ sợ lòng người đấy không? Kéo cái lần nào cái lần đi hết á. Show nó phải không? Cô tháng chị không có đi show nào cưng. Chị em ơi, chị chuẩn bị là on vacation show.
Okay. Đây mọi người coi nè, nhìn nguyên này, rất là đẹp luôn không? Rất là đều nữa. Em rửa lúc nào cũng nhìn lên hết. Nhìn cái móng nó lên rồi nó xuống là nó cay cái nó cái đẹp hơn ha. One shiny, I want matte. Thank you.
xuống không? Chỉ có chạy critical không à?
this way, no palm tree. You want this one? Okay. I think it's like green glitter on it, maybe? No, that's just the black, and then after the wrinkle, the sparkle, it turned like that. It's not just green. Just because of the color of the glitter. Let's show you them inside, okay? How short? You want to keep these? Or this one? Màu nước 173 á chị. Nhưng mà nó vẫn khô vừa được nên làm ơn người màu nào nó cũng đẹp hết á. It's not mine though. I just leave it here for me to use. Let me see the palm tree, the one you like. $3 billion.
Yeah, I'm saying yeah. I'm pretty sure you have one, but do you want to book the next one? Or? I just want to thank God. Oh, wow. Yes. Like, is that her? That's not me. Wow. This is the fire won't be extinguished until sometime this evening. Due to limited firepower and shelter in place orders in effect for those within a mile. Wait, I'll be right back. I'll throw my pen. Sure, sure. You gotta get that. Go back to wearing masks indoors. Medical reporter Liz Bonus looks at why and when you may want to consider. Hey, there's COVID-19 cases climbing. Many infectious disease specialists do suggest we mask up indoors. It's partly because the positivity rates are climbing again in almost every state. Overall regional test positivity is approaching 10%, and our network has 1 out of 5 people tested are positive for COVID-19. Dr. Thomas Lamar of Ohio's Christ Hospital Health Network told me the good news so far is that's not spiking hospital cases, at least yet. We're certainly entering a summer surge, but it's very different than what we've seen previously. The blue lines, however, on this CDC COVID data tracker show us that cases and hospitalizations are trending up. And that raises the question, would indoor masking help turn this trend around? In areas of high community spread, the CDC and new White House COVID-19 response coordinator say yes. There's a lot of infections across America. What's driving that? What is primarily driving that is these incredibly contagious subvariants. They are more contagious with more immune escape, and they are driving a lot of the increases in infection that we're seeing across the nation, right? And that is a challenge. The CDC is now making the suggestion we mask up in high transmission areas in indoor public settings because they predict there will be 11,000 new deaths in the next 4 weeks. They also say while hospitalizations are still low now, they have surged 4 weeks in a row. But masks, they say, are not the only suggestion to stop the spread. Encourage everyone to use the menu of tools we have today to prevent further infection and severe disease, including wearing a mask, getting tested, accessing treatment early if infected, and getting vaccinated or boosted, especially if you're over 50 and if your last dose was more than 5 months ago. You know, as for which mask, one that fits well over your mouth and nose, they say, is always the best. I'm medical reporter Liz Bonus. Now back to you. CBS6 reached out to local counties for their guidance on masks. Saratoga County pointed us to the website. In December, the county declined to enforce a mask mandate from Governor Hochul. Once our county sends a statement that says, in part, we believe use of masks is a personal decision or an issue decided by individual organizations and districts. The county, in the direction of County Secretary Steve McLaughlin, will not be issuing directives. I'll take you. Still ahead, President Biden taking bold steps to address the nationwide shortage of baby formula. I know. Even I'm not texting you, will text me and say, Katie, I will call them and kidnap you. I heard it already, so I know. You know, Liberty Mutual customizes your car insurance. You only pay for what you need. But someone tell me they want to go to Cam, California, kidnap me. Like, that, go ahead. I'm going for you, girl. How much you owe me? I only have 20 or 30 cash. So send me the rest. Just send it to me. Okay. And then you just figure out a car. Okay. And, you all right? Because I don't want you to waste your time. Just send me whatever the difference is. Yeah. 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 Oh, 30. So, I yeah, you're yeah.
It works faster than Claritin, and on first dose, provides the same relief as Zyrtec in a pill nearly half the size. Do Izol, take Zyzol. South America. Yeah. I'm moving down south. South America. Brazil. Mm. Yeah, but it's not the same thing. Brazil. Let's see Ronaldo right now. It's not the the green, just we cut a sparkle. Okay, okay, let me show you mọi người coi nha, đây nè. Cái tay nữa nè. Oh. 13, 15, 773 nha mọi người. Đây rồi, cho mọi người nha.